Thưa ông bà. Sâu là con muốn đi học lại không à Sâu? Không đi. Xin chào tất cả các bác, chúc các bác có ngày mới vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn. Hiện tại là em Thành đang đi vào nhà của ba cháu mồ côi ấy. Là hôm trước là có chị Trần Vi, chị Hữu gửi cho gia đình là 2 triệu. Là hôm nay em Thành có mua cho cháu là 3 bộ quần áo. 3 bộ quần áo là hết 750.000. Và mua bánh kẹo hết 150.000 nữa. Mấy cháu được nghỉ Tết chưa hả cháu? Cháu Vinh. Thế là mấy cháu xuống ở với ông bà lâu chưa? Xuống ở mấy hôm rồi? À, ở trên kia không ai ở cùng hay sao không dám ở? À, đi vào nhà đi. Ở nhà ông bà ở trong này á? Hôm nay chú ở nhà không hay là ông bà khác ở? Lợn này của nhà mình nhá, phải không? Đi, đi vào nhà đi. Nuôi mấy con chim. Cái bưởi này ăn được không hả cháu? Nó chua không? Hay là ngon? Chua lắm à? Chắc là chua thì mới còn đến bây giờ chứ. Sai rất là nhiều. Nhưng mà bưởi là bưởi rừng ấy. Chua lắm. Không ăn được. Ê, ông đi đâu rồi? À, thế chú đi đâu rồi hả cháu? Đây. Chú ấy? Chú đi chơi rồi. À, thế thời gian gần đây bố có về nhà không? Không, không. Thế nhà mình nấu cơm chưa? Không. Ủa, nhìn nhà của ông bà cũng phải nói là cũng hoàn cảnh các bác ạ, nhìn bên này cũng lập ở bên cạnh, chỉ cũng chỉ là lấy cây cây tre cây nứa về rào ở bên cạnh thôi. Nhìn bên này cũng tình toàn hết rồi, nhìn trong thấy ngoài, nhìn ngoài bên thấy bên trong, gọi là cũng đỡ đỡ hơn cái nhà bên trên của cháu một chút. Ô, nhà mình cũng sắp hết ngô rồi, nhà bà nhỉ. À, bà không biết nói đâu nhỉ. Chị Bảo Hải á. Ừ, mà không biết nói nữa. Đi chợ là tiếng tai rồi. À, cháu nấu cơm chưa? Nhà mình ấy. Nấu. Nấu rồi hả? Dạ. Nấu sớm đi. Cái này là nhà mình trồng hay là đi mua về đấy cháu? Trồng. Ồ, thế tối cháu xuống ngủ với bà là ngủ ở mấy cái giường này á? Phải không? Hay là ngủ ở đâu? Ngủ với bà. Với bà, ngủ mấy cái giường này á? Ừ. Nhà mình bây giờ tất cả là còn mấy người ở trong nhà này này. Hả cháu? 6 người. Là ba cháu rồi. Ông bà nữa. Ông bà nữa lại chú nữa đúng không? À, tất cả 6 người. À, là ông với chú là hôm nay đi đi làm nương là không ở nhà rồi. Cái nồi này là nồi gì à cháu? Cái nồi này này phải cắm lợn không? Nhà nuôi nhiều lợn không? À đây phải cắm lợn thật. Đây là khu vực bếp.
Đây là nhà nhà mà vừa nãy các cháu bán cơm chứ. À đây không còn cơm thật. Ở đây là người Mông, ở đây là họ ít khi ăn bùa buổi trưa ấy, tầm 7-8 giờ là họ ăn, ăn thay buổi trưa luôn. À đến chiều tối họ ăn một lần nữa. Thường thường là họ dậy về đi làm, lấy củi, lấy cỏ về, xong họ ăn kiểu ăn bữa sáng xong lại đi làm tiếp. Họ đến chiều chiều tối vậy là ăn một thể. Cô chuẩn bị gửi tiền về mua cho mấy cháu á, là bốn người một bộ nào ấy. À, chú mua cho không biết là xem có vừa không. Siết chặt nữa. Hai bộ là bộ của cháu gái à? Đấy, bỏ ấy xem nào. Đây là bị cháu. Mở ra đi, mở ra mặt thử áo vào xem vừa không. Cháu trai này tên là Vinh ấy, phải không? Hả? À Phung, Phung, à, gái này Vinh luôn nhỉ. Đây, đủ mặc cái này vào xem vừa không? Vừa nhỉ. Đây, Tết, Tết này của áo mới nên đi chơi ở đây. Đây nó tự ngoài này đấy. Cháu thử mặc vào đây cháu. Bỏ lắm mặc vào đây. Vừa Tết ở đây có hay đi chơi không hả à, cháu? Đi chơi ở đâu? À chơi ở đúng lâu á, ủa cần chơi. Có đông không ở đấy? À cháu chơi ở ngoài đấy có đông không? Đấy, được rồi đó, cái áo này dài dài một tí nhưng mà sang năm mình còn mặc mà nhỉ. Cháu này thử mặc vào xem. Đây. Vừa rồi chứ nhờ. Các cháu nói là con cảm ơn bà nhiều, nói đi. Con cảm ơn bà nhiều. Hôm nay là gia đình của mình là có cô Trần Vy cố gửi cho gia đình mình là 2 triệu. Ông được quần áo với lại kẹo này là hết bao nhiêu nhỉ? 750, 750 với lại kẹo là 850 là 900.000. À, số tiền còn lại là còn 1.100.000, đó là cháu gửi lại cho bà. Là bà đi bà đi mua gạo hay là mua thịt Tết cho các cháu nhé. Cháu nói là cháu cảm ơn bà nhiều. Cháu cảm ơn bà nhiều. Chúc bà có nhiều sức khỏe. Chúc bà có nhiều sức khỏe. Là Tết năm nay nhà mình thịt lợn không hả à, cháu? Thịt lợn á? Nhà có lợn không? Có. Thế hôm nào mới thịt đấy? Vâng, thế bà mấy cháu này đi học là có được gạo không hả à, cháu? Mới đi học ấy? Được. Là có lấy về chưa? Hôm nay chú không ở với lại bác trưởng thôn, không ở nên nhà không biết nói chuyện nhiều, có bác thông cảm. Để mấy cháu lại lại không biết nói nhưng mà biết nói ít thôi, còn bà lại không biết nói tiếng phổ thông. Lạnh như này mà mấy cháu không đi giày vào hả cháu? Không. Sao lại không đi giày? Không có hay là không đi giả vào? Hả cháu? Không. Không có giày á? À? Không có. Thế toàn chỉ đi dép này thôi à? À. Bảo bà mấy hôm nữa đi chợ ấy, là mua cho cháu mỗi người một đôi giày nhé. Thế cái hai cái áo này là trường phát cho hay là mua đấy? Trường phát cho. Ồ, mặc lâu lắm rồi nhỉ, nhìn cái bộ của cháu này này, bẩn hết rồi mà. Hôm nào ấm ấm là đổi xong là giặt đi nhá. Thế còn Sâu là con muốn đi học lại không à Sâu? Không đi. À ba. Nhưng nát thôi tôi làm với con thấy tạm. Thế à, cháu có nói là có muốn đi học nhưng mà đi học xa quá không có điều kiện bằng một xe đi, vì đi ra ngoài kia cũng phải tầm 8 cây nhờ bà nhỉ. Đến đấy 7-8 cây là không có ai đưa đón, phải đi bộ thì cháu muốn đi nhưng mà cũng gia đình không có điều kiện nhiều ấy. À cháu, nếu mà đợt đấy là đi vào học lâu chưa mà bỏ? Hả? Không biết.
không biết á. Thế là đợt đấy là học ở một trường ngoài này xong là bỏ luôn à? Quần này này bà mua cho hay là nhà trường phát không? Bà mua cho. Thế cái giường này là tối là ai ngủ ở cháu? Bỏ không à? Ê, chú lấy vợ chưa? À đây phải chú không? Ô, đi đâu về đây em? Chơi về. Ô, nay chơi à? Không làm à? Làm. Cái nước mình lấy ở đâu về uống hả em? Ở bể ngoài này á? Cày xong chưa? Chưa. Ở trên này nhà mình làm giấy chưa bây giờ ấy? Làm, bây giờ làm. À, làm sắp xong chưa? Chưa. Mới bắt đầu rồi nhỉ? Bắt đầu. Nếu vừa rồi nó mưa, bây giờ đất nó mềm, thoải mái cày nhỉ? Nhà mình có nhiều giấy không hả em? Còn nhiều. Thế còn phân của mấy cháu này là ai làm đó? Cú nhà của cháu làm hết à? Vâng. Em bố của cháu thời gian này có về nhà không? Không về rồi. À. Vừa nãy anh hôm trước lại có một cô ở nước ngoài, cô Trần Vi, cô gửi cho gia đình mình là 2 triệu. Anh mua quần áo với lại bánh kẹo hết 900.000, còn 1.1 triệu vừa nãy anh đưa cho bà nhé. Là dặn bà là đi chợ hay là mua dép hay là mua giày cho các cháu cũng một đôi nữa. Thế Tết năm nay nhà mình có thịt lợn không? Không biết. Có lợn không? Lợn không. Không có á? Vâng. Có gà không? Có. Thủ cây à? Mềm á? Cái mì đó. À, cái mì có nhà có gà nhỉ? Thế thường thường là ở trên này họ ăn thịt lợn không Tết đấy? Ăn mà. À, ở trên người Mông ở bên mình này là có làm bánh chưng không em? Cũng làm á. Tớ hai mấy là mới làm? Biết. À, không biết á. À xong, nhớ thầu hát phẳng mấy. Hả? Nhớ thầu hát phẳng mấy. Hát phẳng chính hả? Ừ, hát đó. Hát là? Ừ. Phố đoài số hát đấy? À, tháng nhịp hát đó. À, bà bảo là vẫn làm bánh chưng tầm 28-29 mới làm. Ừ. Thầy khâu rồi là? Khâu sự anh ấy. Nụ còn thêm một bè. Bố mi liệu đó, tôi lục cái đấy đi. Lục cái, tôi tên lục cái. À. Ờ. Thăm cái kỳ lục tu lán với tầm bao nhiêu liều vậy? Ờ, tôi lán như vào 3 liều nè. Phải quay hào lái đi hơn nó. Ờ, tôi lục cái cả phần tiếng phát thứ rảy mà. Ờ. Nóng xế phát thứ rảy mà thế giờ. Phải bị nào rồi đến mà là phát đơn của nó thì đến số 3 phát đơn. Không phải hào lái quay nó, không cả rảy vậy? Ờ, phải hào lái quay tôi đóng xế mà phải khối tôi thắt rồi nè. Ờ, xế phát thứ rảy. Đây là xung quanh ngôi nhà của ông bà, của các cháu ở. Bây giờ là các cháu xuống đây ở cùng ông bà. Ngôi nhà cũng gọi là tan tác lắm rồi. Ở đây có rất là nhiều bể họ đựng nước, bể lu, có vẻ là gần hết nước rồi. Vì ở trên này toàn đang xuống nó gì hứng nước mưa ấy, bể nào ở bể này còn một ít thôi.